Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ở bài học trước chúng ta đã cùng nhau xử lý xong phần hiển thị danh sách sản phẩm. Tiếp tục ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thực hiện chức năng xóa một sản phẩm bất kỳ ở trên danh sách thì chúng ta thực hiện nó như thế nào. Ok, để thực hiện phần xóa này, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái backkit. Nó sẽ giúp cho chúng ta xử lý phần confirm, có nghĩa là nó sẽ hỏi trước khi xóa. Thì backkit mà chúng ta sử dụng ở đây đó là cái backkit View Switch Alert 2. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, và chúng ta có thể vào thẳng cái repo git của nó để chúng ta sử dụng. Backkit này thì nó cũng khá là được nhiều người sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ cài nó lên. Chúng ta sẽ install nó lên các bạn nhé. Các bạn copy phần cài đặt ở đây, sau đó tắt server lên và chúng ta thực hiện cài đặt thôi. Thì quá trình cài đặt của nó diễn ra rất là nhanh. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ xem là chúng ta sử dụng nó như thế nào, config nó ra làm sao. Hiện tại chúng ta đang sử dụng Vue 3 thì chúng ta sẽ import nó vào như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ vào thư mục file main. Đó, và chúng ta import nó vào như thế này. Sau đó chúng ta sẽ yêu nó thông qua lệnh này các bạn nhé. Đây. Đó. Ok chưa? Lúc này chúng ta đã sử dụng được View Switch Alert lên và chúng ta start server lên. Chúng ta chạy lên này, xem có lỗi gì không. Thì không có lỗi gì. Bây giờ làm sao để chúng ta sử dụng được nó cho button delete này? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn nhìn thấy này, ở mỗi thư viện nó đều có document để chúng ta follow theo. Và đối với Switch Alert này cũng như vậy. Ở đây chúng ta xem là cái doc để chúng ta làm cho phần confirm nó ở đâu. Hiện tại là mình đang chưa thấy nó ghi cụ thể ở đây. Chúng ta có thể xem ở rất nhiều nơi. Đây, chúng ta xem document ở đây. Đó, ok chưa? Các bạn có thể nhìn qua cái phần cách dùng của nó này. Và mình sẽ lấy cái ví dụ này. Đó, chúng ta sẽ lấy ví dụ này để chúng ta làm. Ok, chúng ta sẽ thực hiện nó ở đâu? Chúng ta quay trở lại trang danh sách. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một phương thức là onDelete. onDelete sẽ nhận vào một cái product ID. Product ID như thế này. Ok chưa các bạn? Rồi, chúng ta ném tạm cái phần mà chúng ta vừa copy vào đây. Bây giờ làm sao để gọi được onDelete? Thì ở button delete chúng ta sẽ gọi đến onDelete thông qua event click như thế này. Và chúng ta truyền product ID vào. Product.id. Đó. Ok chưa các bạn? Chúng ta thử nhé. Rồi, sau khi click thì chúng ta xem là chúng ta có nhận được không. Đang báo là nó không hiểu cái alert này là gì. Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải vào đây xem cái switch alert này nó là cái gì. Thì chúng ta sẽ đổi tên ở đây đi, nó thành switch alert. Đây, cái swell này chúng ta sẽ để thành swell alert như thế này đi. Đó, nó sẽ hiểu đấy. Ok chưa? Nó vẫn không hiểu các bạn ạ. Rồi, ok, vậy chúng ta xem chúng ta dùng nó như thế nào đây. So alert this swell. Rồi, ok. Nó sẽ là this swell các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy này. Chúng ta quay trở lại đây, thay thành this swell.file xem nó thế nào. Ok, đã nhận, các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng theo cái cú pháp là this.swell. Cách import của chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả. Đây, mình sẽ để giữ nguyên như thế này. Nốt lại này. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ đi modify cái thông báo này để được đúng cái mà chúng ta cần. Chúng ta sẽ sửa ở đây là do you want to delete? Delete. Đó, không hiển thị cái này lên. For, to, đây của chúng ta là ok. Đó, bỏ cái này đi. Xóa thì chỉ có ok và cancel thôi. Vậy lúc này khi người dùng kích vào và nó sẽ hỏi như thế này. Cancel thì không làm gì. Giả sử ok thì nó sẽ thực hiện công việc là thông báo lỗi ra. À, thực hiện việc xóa và thông báo là xóa thành công. Thì chúng ta sẽ là this.swell như thế này. Swell.file như thế này các bạn nhé.
Đó, mình sẽ sử dụng như này. Báo là delete tật. Ok, thử nhé. Ok, nó báo delete tật. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Các bạn nhìn thấy này, rõ ràng nó báo như thế này nhưng nó thực tế là chưa xóa. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta cần phải gọi nó lên server để thực hiện xóa. Và trên server thì phương thức xóa của chúng ta nó là phương thức delete như thế này. Đó, và chúng ta truyền ID vào. Ok chưa các bạn? Ví dụ mình muốn xóa sản phẩm có ID là này. Đây, thì chúng ta thực hiện xóa này. Đó, báo success, thành công đấy, xóa thành công. Lúc này quay trở lại danh sách xem sản phẩm đó đã bị xóa hay chưa. Thì nó đã bị xóa rồi các bạn nhé, không còn nữa. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện hành động xóa thông qua API. Và chúng ta sẽ thực hiện là sau khi mà confirm, có nghĩa là đây chúng ta sẽ check như thế này. Nếu mà người dùng nhấn confirm thì chúng ta sẽ đi thực hiện công việc xóa. Được chưa các bạn? Đây, y confirm bằng true đó. Thì chúng ta sẽ là git chấm cái gì chấm request các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ chấm delete như thế này, truyền API vào. API của chúng ta sẽ truyền đúng cái API này. Đồng thời chúng ta sẽ truyền thêm product ID. Đây. Đó. Ok chưa các bạn? Là chúng ta chấm gen, chúng ta sẽ nhận được một cái respond thôi. Respond này nó sẽ trả về một cái giá trị là nếu mà success, respond chấm success bằng true đó, xóa thành công đó, thì chúng ta mới bật ra cái thông báo kia. Chúng ta sẽ git chấm swap chấm file. Được chưa các bạn? Và chúng ta bật ra một cái thông báo là deleted. Đồng thời đó, chúng ta sẽ để như thế này theo đúng cái mẫu của nó thôi. Đây, ok chưa? Và đây sẽ không có nội dung gì cả. Đó, được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta thực hiện xóa. Và chúng ta sẽ phải làm thêm một công việc, đó là sau khi xóa xong thì chúng ta sẽ gọi lại cái phương thức get all này để làm gì các bạn? Để chúng ta hiển thị lại danh sách. Rồi, chúng ta thực hiện này. Ví dụ mình xóa test product 1 này. Cancel thì không xóa này. Nhưng nếu ok, đó, nó sẽ phải xóa mới đúng. Hiện tại chúng ta, nó có xóa này các bạn này. Nó có xóa nhưng nó lại không load lại. Vậy thì ở đây git cho tới request cho tới all này có vẻ như nó đang chưa chạy. Chúng ta sẽ đưa lên đây. Success. Đây các bạn nhé, thử lại này. Xóa iPhone 12. Nó không chạy lại. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải kiểm tra đây. Get request cho tới product nó không hề xin lại. Đây, chúng ta đang gọi đến get all. Thì chỗ này nó đang có vẻ như chưa được, chúng ta thử xem là sau khi gọi thì nó vào đây không. Console log nhé. Ok. Chúng ta test thử. Rồi, ok này, sau khi xóa này. Đúng là nó không vào các bạn ạ. Tại sao vậy? Vậy thì chúng ta sẽ phải kiểm tra ở đây. Nó không vào có nghĩa là nó thậm chí là nó chưa pass qua được cái success này cơ. Chúng ta kiểm tra thôi. Bởi vì chúng ta cũng chưa nhìn thấy cái alert. Được chưa các bạn? Rồi, thử này. Đó, undefined. Rõ ràng là nó chúng ta biết rồi, nó chưa nhận cái biến data các bạn nhé. Data.success. Rồi, sorry các bạn. Ở đây phải là data.success. Các bạn nhìn này, tất cả các respond trả về đều có một cái data key. Được chưa các bạn? Rồi, lúc này chúng ta sẽ thực hiện thêm mới sản phẩm đi. Đó, ví dụ test product 1. Đó, sản phẩm mình để là 1 triệu đi. Test product 1 thêm. Đó, chúng ta thêm một vài cái nữa vào nhé. 2 1 triệu. Đây, chúng ta thêm. Đó, chúng ta có hai sản phẩm. Test product 3 1 triệu. Đó, test product 4
2 triệu, giả sử như vậy. Ok chưa? Sau đó chúng ta thực hiện công việc xóa này. Các bạn nhìn này. Ví dụ mình xóa sản phẩm test 2 cancel này thì không xóa, nhưng ok. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó phải xóa. Giả sử mình đổi đi. Sau khi file xong ok thì nó sẽ get vào đây. Như thế này. Ví dụ mình xóa sản phẩm số 4. Đó, ok chưa các bạn? Các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ xóa luôn. Ok chưa? Rồi, video này mình sẽ dừng lại đây. Các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình nhé. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chức năng sửa sản phẩm. Rồi, chúc các bạn học tốt.